Quý vị đang xem chương trình Thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị các bạn những nội dung thông tin như sau. Tin quá hay, hôm qua ông Tập Cận Bình run sợ khi Triều Tiên tức giận phóng liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo làm cháy một máy bay do thám Su-30 của Trung Quốc ở gần biên giới Trung Triều, khiến cho chính phủ của Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, tình hình chiến sự ở biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang căng như dây đàn khi hôm qua vào lúc 14 giờ 15 phút giờ Việt Nam, quân đội Triều Tiên của ông Kim Jong-un đã bất ngờ cho nã liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo. Và vụ phóng tên lửa trên đã làm ít nhất một chiếc máy bay do thám Su-30 của phía Trung Quốc vỡ tan tành như xác pháo. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết trước những mối đe dọa liên tiếp đến từ chính quyền ông Tập Cận Bình, khi vào sáng ngày hôm qua, Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã ngang nhiên cho máy bay do thám nói trên bay lượn khắp một vùng trời của Bình Nhưỡng để chụp ảnh, theo dõi những hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên. Được biết, trước đó chính quyền ông Kim Jong-un đã lên tiếng cảnh báo phía Trung Quốc nhưng Bắc Kinh vẫn phớt lờ và bất chấp tất cả. Hôm qua, Trung Quốc đã cố tình cho máy bay xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lãnh thổ của đất nước nhân xâm này. Và trước sự đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lãnh thổ của đất nước mình, lập tức người đứng đầu của Bình Nhưỡng ông Kim Jong-un đã lệnh cho quân đội phóng liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn và có tầm bay xa 500 km, khiến cho một máy bay do thám của phía Trung Quốc vỡ tan tành. Truyền thông của Bình Nhưỡng cho biết mục đích của việc phóng tên lửa hôm qua của Triều Tiên, một là để bắn rơi chiếc máy bay Su-30 của phía Trung Quốc khi mà nước này đang cho máy bay bay lượn khắp bầu trời của Bắc Triều Tiên. Hai là Bình Nhưỡng muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động gây hấn, những hành động vi phạm chủ quyền, chấm dứt ngay hành động điều xe tăng, điều máy bay và điều quân lính lên biên giới giữa Trung Triều để gây căng thẳng xung đột giữa hai nước ngay lập tức. Nếu không, chính phủ Trung Quốc sẽ nhận một kết quả đau thương chưa từng có. Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền của ông Tập Cận Bình khi cho rằng Bắc Kinh liên tục điều quân lính đi gây hấn với cả các nước trong khu vực, đặc biệt là 13 nước láng giềng xung quanh mình. Hành động đó cần được dẹp bỏ và cần được trừng trị, và Triều Tiên sẽ là nước tiên phong trong 14 nước láng giềng nói trên để ra tay trừng trị Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bộ Quốc phòng của Bình Nhưỡng giải thích nếu không trừ họa từ phía Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ lên mặt dương oai thị uy sức mạnh để dùng vũ lực chiếm đóng các nước trong khu vực. Vì thế lần này chính quyền của ông Kim Jong-un sẽ ra tay một cách mạnh mẽ nhất để trừng trị phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cách đây khoảng 9 hôm, chính quyền của ông Kim Jong-un cũng cho bắn 3 quả tên lửa có quỹ đạo bay rất xa và sát biên giới của Trung Quốc, nơi được cho là thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai nước trong 3 tuần vừa qua. Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc cũng cho biết, một tháng trở lại đây, chính quyền của ông Kim Jong-un đã cho quân đội của nước mình phóng liên tiếp 5 lần tên lửa, và mỗi lần như vậy thì đều có sự chỉ huy chỉ đạo sát sao từ người đứng đầu của Bình Nhưỡng, ông Kim. Còn theo các nhà phân tích cho biết, tuy Triều Tiên là một nước nhỏ bé, nghèo nàn lạc hậu bởi vì bị cấm vận trong suốt những thập kỷ vừa qua, nhưng trên thế giới không một nước nào dám đụng vào Triều Tiên, kể cả là Mỹ, bởi vì chính quyền của ông Kim Jong-un đang sở hữu trong tay một loạt các vũ khí hủy diệt mà thế giới không bao giờ có. Đất nước của Triều Tiên nổi tiếng với những quả tên lửa siêu hạng, tên lửa xuyên lục địa và tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. Đó là một trong những vũ khí lợi hại làm cho Bình Nhưỡng trở nên nổi tiếng trên thế giới. Các nhà phân tích còn cho biết tiếp, Nam Triều Tiên tức là Hàn Quốc bây giờ cùng với Nhật Bản, hai nước này có lãnh thổ giáp với biên giới Bắc Triều Tiên, đều phải cảnh báo mức độ cao nhất mỗi khi mà chính quyền ông Kim Jong-un cho thử tên lửa. Đó là vì sao mà máy bay do thám Su-30 của phía Trung Quốc đã bị bắn nổ tan tành như xác pháo vào ngày hôm qua khi xâm phạm đến bầu trời, đến vùng lãnh thổ của đất nước được gọi là tên lửa này. Thưa quý vị, được biết ngay sau khi biết chiếc máy bay do thám Su-30 của nước mình bị bắn nổ tan tành, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cho rằng hành động trên là không thể nào chấp nhận được. Bắc Kinh đổ lỗi cho chính quyền ông Kim đã liên tục gây căng thẳng cho phía Trung Quốc. Một trong những bài phát biểu gần đây nhất tại thủ đô Bắc Kinh ngày hôm qua, người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Nguyễn Phượng Hòa đã nói rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu mọi hậu quả khi bắn rơi chiếc máy bay của phía Trung Quốc. Hiện chính phủ của ông Tập Cận Bình đang cho điều gấp quân đội của mình mang theo 5.000 lính cơ động, 40 xe bọc thép mang theo pháo cao xạ, 18 máy bay J-11 và J-31 cùng nhiều pháo cối, súng đại liên và đại bác tiêm kích lên vùng biên giới giáp danh giữa lãnh thổ hai nước để chuẩn bị trả đũa Bình Nhưỡng. Nhưng theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, nếu như hai nước đối đầu và xảy ra chiến tranh trực tiếp với nhau thì chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ thất thủ và chính quyền của ông Kim sẽ san phẳng Trung Quốc, hủy diệt Bắc Kinh trong một thời gian rất ngắn, bởi vì quân đội của Trung Quốc được xác định là yếu hơn rất nhiều so với quân đội của Triều Tiên về mọi mặt.
Các chuyên gia quân sự thế giới cho biết Trung Quốc chỉ mạnh hơn Triều Tiên về mặt quân số và lấy thịt đẻ người. Còn về vũ khí, trang thiết bị kém xa so với Triều Tiên. Triều Tiên có siêu vũ khí hạt nhân và có thể san phẳng Trung Quốc chỉ trong một thời gian rất ngắn, và nếu như xảy ra đụng độ thì phần thắng chắc chắn thuộc về phía Triều Tiên. Có rất nhiều ý kiến và nhiều quốc gia ủng hộ Triều Tiên san phẳng Trung Quốc bởi vì họ cho rằng Trung Quốc là nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột nói trên, bởi vì Bắc Kinh thường sử dụng vũ lực dương oai để thị uy sức mạnh, ép buộc các nước phải tuân theo Trung Quốc và phải theo Bắc Kinh. Các chuyên gia quân sự cho biết ông Kim Jong Un chỉ cần đưa ngón tay và bấm vào vài nút hạt nhân thì Trung Quốc sẽ bị san phẳng 1/2 lãnh thổ, và khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, người đứng đầu đất nước của Bình Nhưỡng đang chờ đợi sự lên tiếng xin lỗi từ chính phủ của Bắc Kinh, vì ông cho rằng nếu như chiến tranh xảy ra thì sẽ làm đau thương cho người dân vô tội và làm khổ người dân, điều mà ông không hề nghĩ tới. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết đây không phải là lần đầu tiên hay là lần thứ hai đụng độ ở biên giới Trung Triều, mà một tháng vừa qua đã xảy ra xung đột lần thứ tư. Và mỗi lần xảy ra đụng độ căng thẳng, quân đội của phía Trung Quốc lại bị thất bại thảm hại trước quân đội của Bình Nhưỡng dưới sự chỉ đạo tài tình và cứng rắn của người đứng đầu Triều Tiên, ông Kim Jong Un. Tuy nhiên, trong một trích dẫn mới nhất của tờ báo Seoul cho biết, Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng dùng vũ lực xâm chiếm các nước trong khu vực, đặc biệt là xâm chiếm biên giới lãnh thổ Triều Tiên, bởi vì Bắc Kinh cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ủ âm mưu thôn tính thêm một quả núi của Triều Tiên ở gần thành giáp danh với biên giới của Bình Nhưỡng. Trung Quốc cho rằng quả núi này có một vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng đối với cả Trung Quốc, và nếu như Bắc Kinh xâm chiếm được thì chính quyền ông Tập sẽ cho đặt ở đây một căn cứ quân sự. Mặt khác, của núi trên được cho là đang chứa một mỏ vàng và hai mỏ than quý giá. Đây chính là lý do mà chính quyền ông Tập rất muốn sở hữu. Chính vì điều đó mà biên giới Trung Triều ngày càng nóng bỏng. Và chắc chắn trong một vài ngày tới, đụng độ giữa quân đội Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ tiếp tục còn xảy ra, khi mà mới đây thì Trung Quốc cảnh báo xung đột với Bắc Hàn. Trung Quốc cảnh báo xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong khi căng thẳng về chủ đề Bắc Hàn gia tăng. Ngoại trưởng Vương Nghị nói trong trường hợp đó sẽ không ai là người chiến thắng. Phát biểu của ông Vương được đưa ra sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và điều nhóm hàng không mẫu hạm tới ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Hàn, luôn lo ngại nếu chính thể Bình Nhưỡng sụp đổ thì biên giới giữa hai bên sẽ bị đe dọa. Ông Vương Nghị nói, gần đây, căng thẳng dâng cao giữa một bên là Hoa Kỳ và Hàn Quốc, bên kia là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gây cảm tưởng rằng xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng các bên liên quan cần hết sức cảnh giác với tình hình này. Ông Ngoại trưởng nói thêm, chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế không khiêu khích và đe dọa lẫn nhau bằng lời lẽ hay hành động, và không để tình hình leo thang tới mức độ không thể kiểm soát hay đảo ngược được. Hôm thứ Ba tuần vừa rồi, Tổng thống Joe Biden viết trên mạng Twitter rằng Hoa Kỳ không ngại việc tự hành động trong vấn đề Bắc Hàn. Nếu Trung Quốc quyết định giúp thì rất tốt, nếu không thì chúng tôi sẽ giải quyết, vấn đề không cần đến họ. Mới đây, ông Tổng thống đã có những hành động cho thấy ông không ngại ngần sử dụng biện pháp quân sự. Ông đã ra lệnh phóng hỏa tiễn vào Syria sau vụ nghi là chính quyền nước này dùng vũ khí hóa học. Quân Mỹ cũng vừa thả bom xuống căn cứ của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Washington lo rằng Bắc Hàn có thể đang phát triển khả năng nhắm vũ khí hạt nhân vào Hoa Kỳ. Ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm sau khi gặp nhau ở Florida, và Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Washington đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn đối với Bắc Hàn. Trung Quốc lo ngại rằng xung đột sẽ dẫn tới việc người tị nạn tràn qua biên giới Bắc Hàn. Hiện có đồn đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng tên lửa tầm xa vào thứ 7 này, nhân đợt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố lãnh tụ Kim Il-sung, Kim Nhật Thành. Trong một phỏng vấn với hãng Associated Press, Thứ trưởng Bắc Hàn Han Song-ryon cáo buộc chính quyền Trump ngày càng hung hãn và ác độc trong chính sách đối với Bình Nhưỡng. Một cơ quan liên quan tới Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng cảnh báo, chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào, và chiến sự này chúng tôi sẽ liên tục thu thập thông tin và gửi quý vị vào các bản tin kế tiếp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.